Kiều Thanh gây phẫn nộ khi lên tiếng ồn ào hai nghệ sĩ hiếp dâm bên Tây Ban Nha. Sáng 1 tháng 7, dư luận Việt Nam xôn xao trước thông tin hai nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc hiếp dâm tại đảo Majorca, Tây Ban Nha. Theo trang Majorca Daily Bulletin, một cô gái 17 tuổi người Anh đã trình báo lên cảnh sát việc bị hai người đàn ông cưỡng hiếp trên đảo Majorca. Theo phía cô gái, hai người này là một diễn viên và một nhạc sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, có độ tuổi là 37 và 42. Sự việc diễn ra tại một khách sạn ở Andras, phía tây nam hòn đảo vào cuối tuần trước, sau khi cô gái trẻ gặp những người đàn ông ở một nhà hàng gần đó. Trong khi dư luận vẫn đang chờ đợi những thông tin chính thức rõ ràng từ giới chức địa phương để vụ việc được sáng tỏ, một số nghệ sĩ trong nước đã lên tiếng về scandal này và gây tranh cãi. Mới đây nhất, diễn viên Kiều Thanh có bài đăng thu hút sự chú ý trên trang cá nhân. Cô chia sẻ một bài viết bàn luận sự nghiệp của diễn viên D, người đang được cho là nghi phạm khi vướng vào ồn ào đời tư. Nữ diễn viên qua đó nêu góc nhìn, đàn ông đi nước ngoài, ông nào chẳng thử dâu ngô một tí. Không chủ động thì cũng bị tác động bởi bạn bè hoặc fan hâm mộ mời tặng mà. Ở bên nước ngoài, các bạn nữ phát triển dậy thì sớm, trải nghiệm cũng sớm, từ 12-13 tuổi cơ, vào đúng hai anh đẹp trai lại nổi tiếng nên thành to chuyện, có khi là người bình thường thì bạn nữ kia ok ngay. Những phát ngôn của nữ diễn viên đang gây tranh cãi trên mạng xã hội, bài đăng của Kiều Thanh vấp phải hàng loạt icon phẫn nộ cùng những bình luận mỉa mai chỉ trích. Khán giả V Loan tức giận nói thẳng với Kiều Thanh, chị đang cổ suý cho thói sống chung đụng, đó là sự bẩn thỉu. Nếu bản thân có bản lĩnh thì tập đoàn lừa cũng không làm gì được. Đàn ông ngoài cái bản năng muốn chung đụng thì phải có bản lĩnh cự tuyệt cá bẩn thỉu. Tôi thấy hai gã đó thật sự tồi tệ. Người đau đớn lúc này là vợ và con họ, đứt ruột ra được. Ủa, ngoại tình là bình thường hả? Văn hóa đàn ông này của chị, chắc chị đang ở thời phong kiến bị xuyên không qua đây phải không? Ai đó cho chị cổ mấy thời gian để chị về lại thời của chị đi mau lên, chứ chị ở đây làm ô nhiễm không khí quá. Khán giả KJ khó chịu với nữ diễn viên. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Gửi ngày tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.